Dạ, hello, xin chào các anh chị đã quay trở lại với kênh xe nước giá rẻ của em nha. Dạ các anh chị ơi, một chiếc xe 5 chỗ mà gầm cao đã vừa về tới showroom của em rồi đây. Dạ đây hai trước mặt các anh chị là một chiếc Kia. Thì thương hiệu Kia thì em nghĩ là các anh chị đều biết rồi phải không ạ? Kia thì thường sẽ có Kia Sedona nè, Kia Rondo nè, là Kia Soluto nè. Rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà trước mắt các anh chị đây không phải là xe lắp ráp mà đó là một chiếc xe nhập khẩu, mà nhập khẩu từ Hàn Quốc nguyên một chiếc nha các anh chị nha. Dạ đây là chiếc Kia Sportage phiên bản 2.0 số tự động. Dạ và nhập nguyên một xe từ Hàn Quốc về mà giá chỉ tầm có 669 triệu thôi. Dạ rồi đây trước mắt các anh chị đây, xe thì có phiên bản là màu trắng, biển số cũng ở Sài Gòn luôn, 51F25072. Các anh chị ở xa có thể lấy cái biển số này và đi check hãng rồi có thể quyết định mua hay không mua, hoặc là có quyết định lên coi xe hay không đều được nha. Rồi thì trước mặt các anh chị đây, em đã có bật máy lên rồi, em đã có đề máy lên rồi, và trước mặt các anh chị đây có thấy là cái hai cái dải đèn led ban ngày rất là đẹp đúng không ạ? Dạ đây em sẽ đi, mà cái mặt ga lăng trước này cũng mạ rơm này các anh chị nè, à nhựa nhựa nha, nhựa nè, cái phần này thì nó mạ rơm nè, phần này thì nó mạ rơm. Dạ xe thì tem kiểm định vẫn còn đến tháng 12 năm 2020 nha các anh chị nha. Xe này đời 2015, xe 2015 nha các anh chị. Nha các anh chị nhìn bấm mâm, nhìn lan hoa rất là đẹp đúng không ạ? Nhìn rất là thể thao, phiên bản sport tay nhìn nó rất là đẹp. Nhìn các anh chị thấy ha ha, nó giống xe gì đúng không ạ? Với chung chi Tucson. Dạ, nhưng mà cái này em không có so sánh gì với Tucson nha, em chỉ nói là cái phiên bản nó nhìn nó hao hao thôi. Dạ, đây còn phía đây là phía sau của xe. Đây là phía sau của xe. Và xe này có camera lùi luôn nha các anh chị nha. Đây camera lùi nha. Dạ và có cả cảm biến nè, cảm biến sau nè và cảm biến góc luôn. Đây em mở lên cho anh chị xem cái cốp sau. Xe này là xe 5 chỗ. Dạ, cho nên là phía sau này nhìn nó rất là rộng phải không ạ? Đây. Phía sau này nhìn rất là rộng. À, phía sau này nhìn rất là rộng. Đây là phần để. Các anh chị đứng đây mà anh chị thấy em bật nhạc mà nó cũng ầm ầm là có nghĩa là chất lượng âm thanh rất là tốt đúng không? Dạ. Các anh chị ha. Kèo ốc cabo phía sau nha. Cấp sau nha. Ở đây có luôn cả cổng sạc nè, 12V nhanh chân, hàng ghế thứ hai luôn. Xe này thì nó không phải cấp điện mà là cấp thường nha các anh chị nha. Dạ. Để em xem đến cái phần đây. Xe thì có nội thất là màu màu hơi xám xám. Dạ màu hơi xám ha. Dạ nhưng mà anh chị nhìn nè, phía sau nó có kẻ cửa gió sau luôn nè. Và đặc biệt là phía trên này là cổng cửa sổ trời là kéo dài từ phía trước đến phía sau khoang sau của hành khách thứ hai luôn. Dạ có nghĩa là cái xe này là hầu như là nếu như mà mình đi biển hoặc là mình thích cửa sổ trời là coi như là rất là thoáng luôn á anh chị ha. Dạ mà ngồi rất là rộng, mà có cả cái hàng ghế tủ thứ hai luôn nè. Đó. Dạ rồi. Mà cái thí dụ mà cái phía sau này ngồi ba người thì vẫn được, tại vì nó không có kênh lên nè các anh chị, nó đều luôn ha. Và cái điều đặc biệt của xe nhập này thì cái này ghế 215, nhưng mà ghế đã chỉnh điện rồi, ghế lái đã chỉnh điện rồi. Dạ em sẽ bật nhỏ mirror lại ha, radio lại rồi. Hiện tại thì xe này xe chạy được 79.000 nha các anh chị nha. Xe chạy được 79.000 và cái màn hình đã có sẵn là có đầu CD luôn, và cái này có camera lùi tích hợp ở trên đây luôn nha các anh chị nha. Đây em sẽ mở thử cho các anh chị xem. Đây, em sẽ mở thử nha. Đây. Ở phía sau luôn nha các anh chị nha. Rồi. Và cái phanh thì nó sẽ là phanh chân, nó nằm ở dưới đây ạ. Đây. Phanh chân ha. Đây ha. Phanh tay thì nó sẽ thành đây. Nó nằm dưới đây. Dạ. Đây là có chế độ nè. Đổ đều luôn nè.
Đây ha. Đường trống trơn và đổ đèo luôn. Dạ. Và có cả rule control ở trên vô lăng tay lái luôn. Cái này nhẹ lắm anh chị ạ. Vô lăng này nhẹ lắm luôn nè. Nhẹ lắm. Chạy rất là sướng. Dạ. Đây ha, có đàm thoại luôn. Cánh tay trên vô lăng luôn. Dạ. Và hệ thống thì hệ thống tự động nha. Hệ thống có dàn lạnh là tự động luôn. Dạ, và hai chế độ luôn nè, bên ghế hành khách và bên ghế người lái nè. Và cái âm thanh này rất là hay các anh chị ạ. Cái xe đó em bật nhạc. Nó giống như là nó có bách chép rất là hay luôn, và gương thì cũng gương chống chói luôn nè. À, em mở cửa sổ trời cho các anh chị xem nha. Đây, cửa sổ trời. Này. Đó, cửa sổ trời luôn ha. Cái này em đóng lại. Em đóng cửa sổ trời lại. Rồi, bây giờ em sẽ mở cái phần có phía trước xem xe như thế nào nha. Em xin phép tắt máy, xe này chạy được 79.000 nha các anh chị nha. Dạ đây ha, đây là phần hầm máy xe. Dạ đây là phần hầm máy xe. Ốc capo đây. Đây là keo sùm chỉ nóc capo nha. Dạ, còn nguyên zin luôn nha các anh chị nha. Tầm giá có xe một xe nhập khẩu tầm giá tầm khoảng 669 triệu thế này thì rất là ok phải không ạ? Đây. Rồi, em xin giới thiệu lại xe này nha. Đây là chiếc Kia Sportage phiên bản 2.0 đời 2015, xe chạy được 79.000. Dạ, xe có lốp sơ là màu trắng. Thì theo các anh chị nhìn thấy là xe là nhìn rất là liền lạc đúng không ạ? Rồi, hiện tại đang được ra bán tại công ty em với giá là 669 triệu và giá trên vẫn còn có thể thương lượng được. Anh chị nào có thiện chí quan tâm hoặc là muốn mua về dòng xe này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0902 600 126. Dạ em tên là Huyền nha, em là nhân viên kinh doanh tại công ty Isika Group nha các anh chị nha. Dạ rồi, các anh chị nhớ bóp máy lên gọi điện thoại cho em. Các anh chị nhớ bấm like, share và subscribe kênh của em để theo dõi những video clip tiếp tục nhé. Cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại ạ.